Em Hà xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị quay trở lại với channel Hà Giảm Cân. Video hôm nay em sẽ gửi đến cho các anh chị một số những câu chuyện giảm cân thành công mà các anh chị đi trước phản hồi lại cho em. Em sẽ chia sẻ cho các anh chị để mình có thêm động lực và quyết tâm giảm cân diệt mỡ thừa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện đầu tiên các anh chị nhé. Đầu tiên là câu chuyện giảm cân của chị Thúy Ngân. Chị có chia sẻ là chị 2 tháng giảm được 7kg. Rất là tuyệt vời phải không anh chị? Chị Thúy Ngân áp dụng chế độ giảm cân này 2 tháng giảm được 7kg. Tức là mình gần như là sau 2 tháng áp dụng là mình giảm được một size quần áo nha các anh chị. Giảm 7 cân là giảm được một size quần áo rồi. Rất là tuyệt vời phải không nào? Và tiếp theo là câu chuyện giảm cân của chị Huyền Lương. Trước đấy thì chị Hằng có chia sẻ với mọi người là ăn là sẽ giảm cân. Còn chị Huyền Lương thì chia sẻ ở dưới là mình ăn 2 tháng giảm gần 6 cân rồi các chị em, quyết tâm giảm thêm 5 cân nữa. Mai em Hà giảm cân gửi cho chị 2 cân hạt đậu nữa nhé. Chị Huyền Lương áp dụng chế độ giảm cân này thì 2 tháng giảm được 6kg nha các anh chị. Cũng rất là tuyệt vời phải không nào? Tiếp theo là câu chuyện giảm cân của chị Minh. Chị có chia sẻ là chị dùng đậu lăng của em 3 tháng giảm được 6 cân. Bây giờ chị tạm dừng, em cho chị chế độ ăn sau giảm cân nhé. Cảm ơn em nhiều. Em cho chị hỏi ăn gì để cho cơ tay được khỏe hả em? Tức là với chế độ giảm cân này, khi mà các anh chị giảm xong, em Hà sẽ tư vấn cho các anh chị cách giữ cân, duy trì vóc dáng, vừa được ăn ngon, vừa giữ cân, vừa tốt cho sức khỏe. Nên là các anh chị cứ yên tâm áp dụng giảm cân. Sau khi giảm xong, em Hà sẽ hỗ trợ cho các anh chị cách giữ cân. Được chưa ạ? Tiếp theo là câu chuyện giảm cân của chị Hải Yến. Thì chị có chia sẻ là Hải Yến mến chào cả nhà, thích lắm, cứ theo thực đơn của em Hà 2 tuần là đã thấy nhẹ nhõm rồi. Chị Thu Si Lai thì có chia sẻ là em ăn hư lắm mà 2 tuần cũng giảm được 1 cân. Rất là tuyệt vời phải không nào các anh chị? Với chế độ giảm cân này thì các anh chị áp dụng 1-2 tuần thôi là đã thấy kết quả giảm cân rồi. Nó đem lại hiệu quả giảm cân rất là nhanh. Mình cứ tuân thủ theo thực đơn em Hà tư vấn thì cứ 1-2 tuần là mình thấy kết quả giảm cân rồi. Tiếp đến là chị Mai có chia sẻ là mình ăn được 2 tháng giảm được 6 cân, cứ theo thực đơn của bạn Hà ấy là ok. Khi gửi đậu lăng cho các anh chị thì em Hà cũng sẽ gửi kèm thực đơn giảm cân và tặng kèm thức dây để các anh chị áp dụng giảm cân và theo dõi hiệu quả giảm cân của mình. Đó. Thì chị Mai là 2 tháng giảm được 6 cân cũng rất là tuyệt vời. Tiếp theo là câu chuyện giảm cân của chị Hồng Huệ. Chị có chia sẻ là mình đã dùng hết 2 cân đậu lăng và kết hợp tập aerobic 17 ngày giảm được 3 cân rồi. Là chị Hồng Huệ áp dụng 17 ngày giảm được 3 cân nha các anh chị. Rất là tuyệt vời. Và tiếp theo là câu chuyện giảm cân của chị Quân Quảng. Chị có chia sẻ là phương pháp này của em, chị chia sẻ cho nhiều người, họ ăn ok lắm. Còn chị thì xuống được 10 cân. Hôm nay có chị ở Cà Mau đang nuôi tôm, nhưng hai mẹ con béo, muốn giảm chị đã cho số điện thoại của em. Chị ý là Diệu Hoa người Cà Mau. Nếu liên hệ đến em thì em gửi cho chị ấy nhé. Cảm ơn em nhiều. Tức là với chế độ giảm cân này, rất nhiều chị em áp dụng xong thấy nó rất là tuyệt vời, giảm cân hiệu quả, an toàn cho sức khỏe và sức khỏe còn được cải thiện. Nên là rất nhiều chị em giới thiệu phương pháp giảm cân này. Các anh chị áp dụng chế độ giảm cân này thấy hiệu quả thì đừng quên là chia sẻ bạn bè người thân biết đến phương pháp giảm cân với đậu lăng. Em Hà rất cảm ơn các anh chị. Đấy là câu chuyện giảm cân của chị Quân Quảng, là chị giảm được 10 cân nha các anh chị. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo là câu chuyện giảm cân của chị Phượng. Chị có chia sẻ là em ơi, chị cảm ơn em nhé. Sau gần 2 tháng ăn theo chỉ dẫn của em, chị đã giảm được 5 cân theo ý muốn. Giờ chị muốn ăn giữ cân, em chỉ giúp chị nhé. Chị cảm ơn em nhiều. Nếu như chị Phượng thì 2 tháng là giảm được 5 cân, cũng rất là tuyệt vời. Và khi giảm xong, em Hà sẽ tư vấn cho các anh chị cách giữ cân. Đó. Tiếp đến là câu chuyện giảm cân của chị Hoa. Thì chị có chia sẻ là trước chị đi kiểm tra sức khỏe, tối nào cũng phải uống 1 viên mỡ máu, nhưng giờ không phải uống nữa. Cảm ơn em nhiều. Với chế độ giảm cân này, các chị áp dụng không chỉ giúp mình giảm cân mà nó còn rất tốt cho sức khỏe. Như chị Hoa thì gần như là không còn bị mỡ máu nữa. Và rất nhiều chị em áp dụng chế độ này, giảm mỡ máu, giảm mỡ nội tạng, rất là hiệu quả luôn. Tiếp đến là chị Hồng Tuyết có chia sẻ là mình đã giảm thành công sau 2 tháng ăn đậu lăng. Thực hiện theo hướng dẫn của em Hà, mình đã giảm được 6kg mà mặt vẫn xinh, không bị nám hay nhăn nheo gì cả. Cảm ơn em Hà. Cảm ơn em Hà nhiều lắm. Giá mà biết đến em sớm hơn thì không phải dùng thuốc giảm cân. Đó. Áp dụng chế độ giảm cân này nó rất là hiệu quả. Mình không cần phải sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, vẫn giảm cân, giảm mỡ thừa, rất là hiệu quả.
Và chế độ giảm cân này các anh chị được ăn no theo nhu cầu của cơ thể, nên là mình sẽ không có tình trạng là bị thiếu chất hay là thấy da nhăn nheo xấu xí. Đấy, giảm cân mà da vẫn đẹp, vẫn rạng ngời, được chưa nào? Và đó là một số câu chuyện giảm cân tuần vừa rồi em Hà tiếp nhận được từ các anh chị đã áp dụng chế độ giảm cân này. Các anh chị áp dụng theo chế độ giảm cân này đạt hiệu quả thì đừng quên là nhắn tin cho em Hà giảm cân để em chia sẻ cho mọi người nhá. Em Hà cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo trên kênh Hà Giảm Cân.